Để đảm bảo các ngân hàng thương mại có đủ nguồn vốn cho vay, lần đầu tiên sau nhiều năm, Ngân hàng Nhà nước đã kéo dài kỳ hạn cho vay qua thị trường mở lên 91 ngày thay vì mức 14 ngày như thường lệ. Và từ ngày 7 tháng 12 đến nay, trung bình mỗi ngày, cơ quan điều hành cho vay gần 3.000 tỷ đồng thông qua hoạt động cho vay cầm cố giấy tờ có giá. Đây cũng được xem là động thái hiện thực hóa thông điệp đẩy ra thị trường một lượng vốn dài hạn hơn để đáp ứng nhu cầu cho vay sau khi nới hạn mức tín dụng. Vâng, và đó cũng là yếu tố để cho thấy là cái tính thanh khoản cũng đã được cải thiện. Cụ thể là mới đây thì có 12 ngân hàng cũng đã cam kết sẽ giảm lãi suất cho vay từ 0,5 cho đến 3% một năm. Và theo Bộ Ngân hàng thì các ngân hàng sẽ giảm lãi khoảng 3.300 tỷ đồng để chia sẻ khó khăn cùng với người dân cũng như là doanh nghiệp theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Và để có thể giảm cũng như là giữ ổn định lãi suất cho vay, các ngân hàng đã tiết giảm chi phí hoạt động, đa dạng hóa các nguồn vốn vay trong nước cũng như quốc tế. Huy động được hơn 500 triệu đô la Mỹ từ các tổ chức tài chính quốc tế lớn, ngân hàng này đã dành riêng để cho vay ưu đãi, chấp nhận cả cho vay thấu chi không có tài sản đảm bảo nhằm hỗ trợ doanh nghiệp. Những khoản cấp vốn này sẽ được phân bổ vào một số ngành gặp khó khăn trong việc tiếp cận vốn, ví dụ là doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ hoặc các dự án xanh chống biến đổi khí hậu. Và khi cho vay, chúng tôi cũng nhận được sự tư vấn từ các định chế tài chính quốc tế vì họ có nhiều kinh nghiệm về thị trường nói chung nên sự đồng hành của các tổ chức này sẽ giúp việc triển khai cho vay dễ dàng hơn. Từ 5 năm trước, ngân hàng này đã huy động thành công các nguồn vốn quốc tế. Lợi ích lớn nhất là giúp ngân hàng đảm bảo khả năng thanh khoản trong dài hạn vì các khoản vay quốc tế thường kéo dài từ 5 đến 7 năm. Năm nay, họ đã huy động được 1,2 tỷ đô la Mỹ với lãi suất thấp để dành cho vay trong nước. Toàn bộ cái nguồn vốn đó chuyển sang cái lãi suất cố định, chúng tôi được hưởng một cái lãi suất rất là thấp và cái chi phí vốn rất là thấp để có thể hỗ trợ được mạnh mẽ hơn cho các cái hoạt động tài trợ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ và tài trợ xanh. Cho đến nay thì toàn bộ các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ và tài trợ xanh của VPBank vẫn được hưởng một cái ưu đãi lãi suất lên đến 1,5% so với cả lãi suất thông thường là nhờ có những cái nguồn vốn đó. Những cái nguồn vốn huy động từ nước ngoài, từ quốc tế với cái lãi suất thấp hơn, đâu đó chỉ khoảng 5-6%, rõ ràng là thấp hơn rất là nhiều so với cái lãi suất mặt bằng lãi suất huy động hiện tại lên đến 10%, hoặc là kể cả là phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong nước thời điểm hiện tại đối với các ngân hàng thương mại thì cũng tương đối là khó khăn. Vì vậy là nếu các ngân hàng thương mại có thể thực sự huy động được vốn nước ngoài thì đây là cái nguồn vốn rất là quý giá để cho các ngân hàng có thể có cái điều kiện để giảm cái lãi suất cho vay cũng như là tạo điều kiện để cải thiện những cái hệ số an toàn về vốn. Hiện có khoảng gần chục ngân hàng đã tiếp cận được các nguồn vốn quốc tế. Bên cạnh việc đảm bảo thanh khoản dài hạn, các ngân hàng còn được các tổ chức quốc tế hỗ trợ nâng cao quản trị nhằm tăng cường hiệu quả khi cho vay.